trọn vẹn cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, để lại cho các thế hệ sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.